khi cấu hình không phải yếu tố duy nhất để mua laptop gaming mà còn đó là sự hâm hố. Asus QXK15G533Z. Thiết kế trong suốt để lộ những cơ cấu bên trong cực kỳ hâm hố. RGB bàn phím, LED RGB mặt gầm, LED RGB logo mặt lớn, ngay cả dưới màn hình cũng có LED RGB. Cấu hình thì định của chớp với i7-12700H cùng GTX 3060. 16GB RAM cùng 1TB SSD, xài như nào cho hết. Mua ngay tại CES để giảm 3 triệu đồng so với giá niêm yết.